Ơi, chào tất cả anh em thủ nha. Đã quay trở lại video của ngày hôm nay. Video ngày 26 tháng 10 thì tổng cộng đang có cho mình là 26 mẫu cần và ba con máy nha. Máy thì có những dòng như là Shimano nha anh em. Size của máy là size tầm khoảng từ 2000 đến 4000 nha. 2000, 3000 và 4000 này. Thì có một con trên này mình con mực nha, chuyên dụng con mực nha. Còn tình trạng rất là ok. Máy đùi chuột ạ. Thì cần tay thì cũng có những dòng như thế này. Những dòng cần tay như anh em lóng ngắn siêu nhẹ nha, chuyên dụng anh em Coro của Jeep này. Trọng lượng chỉ có tầm khoảng hơn 60 gram một xíu thôi, 4,5 m. Những số đây thì có những dòng Ikeda Kobe này, cần tay nha anh em, trong con cần tay gần 6 m nè, cần tay trợ máy, một bộ fly câu suối, một số cần ISO khoen nhỏ khoen lớn, một số cần xúc như này. Cần xúc thì em có đánh lục độ cần, độ dài cần từ 3,6 m đến 4,2 m. Đây có một số cần như là anh em Cozit câu biển này, cần dây trong hai khúc, cầu ngâm lăn xe nha anh em, ngâm lăn xe Kobe nè, chuyên dụng anh em Kobe cũng được nè, đánh độ cứng cao, đánh tra đánh chim được cho mình. Đây, có những dòng như 80 như này. Đây qua. Thì phí ship bên em là 30.000 một đơn tất cả sản phẩm nha. Bên máy thì em sẽ đóng hộp đầy đủ, dàn kỹ nha. Còn cần thì đóng nước hết. Hàng đến thì mình được kiểm tra đồng kiểm nha. Kiểm tra hàng đúng cần, đúng mẫu cần mà đúng mẫu máy anh em tốt á thì mình thanh toán nha, qua nhân viên giao hàng thôi. Không cần phải là liên hệ trực tiếp gì hết. Rồi, còn mà muốn mua hàng nha, cứ liên hệ qua số điện thoại bên em là duy 0923 534779 cả Zalo và số điện thoại. Thì bên em là hàng của nó, bên em là hàng cũ nha, hàng bãi Nhật đã qua sử dụng ạ. Tình trạng của cần thì sẽ phụ thuộc vào tiền nha. Tóm lại là cần càng mới thì tiền càng cao một xíu, còn cần cũ thì em sẽ bán giá tốt cho mình thôi. Rồi, em sẽ lên trước cho mình ba con máy nha. Nếu em xem được video của em á thì cho em được đăng ký bật thông báo thì em sẽ cố gắng nha, hàng về nhiều để em lên cho mình nhiều hơn. Mẫu cần đa dạng máy nha, để em tham khảo kỹ ạ. Con máy mã số 1 đang có cho mình con máy của dòng Shimano nha em. Shimano Ares XT, size máy là size 2000. Con alo cước hợp kim này, chạy cho mình là 2 bomberin. Đây, máy còn ok nha. Còn lăng cước còn mức là mới này. Con này của hàng của mình là hàng Malay nha, Malaysia xuất thị trường Nhật thì đa số của dòng C thì Indo, Malay nhiều. Còn đây qua thì đa số Thái Lan. Đây có thông số cước cho mình ạ. Cước số 2 150 m, cước số 3 100 m, cước số 4 được 70 m cho mình. Tình trạng con này thì còn rất là mượt nha. Đây, lô cước hợp kim này. Lưỡi gà đầy đủ nha. Gạt cước này. Rất là nhạy nha em. Cái này thì ok rồi. Cái là cước này thì mình chỉ cần thêm ít dầu mỡ vào thôi. Vẫn nhạy rất là tốt. Đây. Rất là ok. Rồi hãy bomberin cho mình size 2000, thích là bên này mình colo và cầu ISO. Mình sẽ test máy nha, con này của ABS thì đủ nè. Đây. Một chiều của mình ạ. Đây. Máy rất là mượt nha. Đây chốt chặn hai chiều cho mình này. Đây, chốt chặn một chiều và hai chiều nha. Tức là con này thì hoạt động rất là ok rồi. Con này có mã số 1 cho mình, giá của nó là 450 như này, 450.000. Tình trạng con này thì còn mới nha, tầm khoảng 99%. Mã số 2, ở đây em có cho mình con máy có dòng Silo. Con này size lớn cho mình một xíu. Shimano, con máy này là của dòng Shimano Holiday Spin, size máy là size 4000. Đây thông số cước này lớn cho mình một xíu. Cước số 3 200 m, cước số 4 150, cước số 5 110 m nha. Những dòng thì chạy bomberin hết, chạy vòng bi này. Con này máy có thân máy là toàn full carbon nha. Full carbon, con máy này có dòng Malay luôn nha này. Malaysia xuất thị trường Nhật. Size 4000 nha. Mà trong máy bãi bữa nay về thì rất là ít những dòng những con mà còn hoàn thiện như này. Nó về một lô cả trăm con, tầm khoảng 3 4 con, 5 con là còn chạy ok như này thôi. Còn lại thì hư và gãy tay hết. Trông rất là khó khăn. Rồi con này thì lô cước của nó là lô cước bằng carbon nha. Đây, gạt cước này. Nhảy nha. Đây, con lăn cước còn mới. Tình trạng của máy như thế này. Có xây xước không đáng kể nha. Đây, còn rất là đẹp. Rồi con này thì em sẽ test máy cho mình. Máy 4000 nha, 4000 thì mình đánh ngâm lăn xe đánh gì cũng được nè. Con này thì có độ giật nha. Và một chiều thì sẽ có chế độ keo. Đây, rất là ok. Chốt chặn hai chiều cho mình này. Những dòng thì ngâm lăn xe đánh lục hay đánh biển gì cũng được nè. 4000 thì nó dạng vừa cho mình. Máy rất là mượt rồi. Con máy này có mã số 2, giá là 500 nha nè. 500.000 ạ. Rồi máy số 3 đem có cho mình con máy cho anh em chuyên dụng cho anh em con mực nha. Con này thì chuyên dụng cho con mực này. Con máy này là có dòng Shimano Aorita BB nha này. BB size con này là size. Con này là C3000HG. Những dòng thì là kháng mặn này, kháng mặn câu mực câu biển cho mình á. Con này hàng của mình cũng là hàng Malay luôn nha này. Đây Malaysia xuất thị trường Nhật này. Tình trạng con này thì như thế này. Thì con này anh em có tham khảo nha. Lô cước là lô cước hợp kim này. Con này giá mới của nó thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 1.800.000 nha này. 1.800.000. Tình trạng con này nó còn mới cho mình tầm khoảng 9%.
thì anh sẽ bán cho mình giá bằng gần chỉ bằng một nửa thôi nha, một nửa cho mình thôi này. Shimano chuyên dụng cho anh em mình câu mực nha, con này có dù sẵn luôn, có dù sẵn này, những dòng HG kháng mặn nha, gạt cước này tình trạng rất mượt nha, còn lăng cước thì còn mới, tối nay con này thì còn tình trạng nó còn tầm khoảng 90%. Đây một chút chạm hai chiều và cái này chỉnh côn như này, chỉnh côn như mình này, dạng côn mực. Rồi anh sẽ test máy cho mình những dòng có ABS hết, một chiều nha, rất là mượt nha, rất là mượt. Cái này là chỉnh côn này, chút chạm hai chiều nha, đây hai chiều cho mình ạ. Đây những dòng này anh có tham khảo nha, giá mới của nó còn nguyên hộp thì nó ra cho mình tầm khoảng 1.800.000, 1.800.000 như này. Thì con này sẽ bán cho mình là giá 800 nha, 800.000. Mã cơ là mã máy là mã số 3, chuyên dụng ở đây mình câu mực này, Shimano hàng Malay, còn mới dạng như 99% nha, có xây xước không đáng kể. Rồi tiếp theo một số cần, mẫu cần nha, cần thì em có cho mình là hai con cần tay lóng ngắn trước. Rồi cần mã số 1 thì em có cho mình một con chuyên dụng cho đây mình câu suối này, câu suối nha, câu suối Coro Cojit, còn này phôi rất đẹp như này, phôi cạch bằng xoắn hai da. Cần này có hãng là Olympic nha, Olympic, hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng đầy đủ này. Độ dài cần là 4,5 m nha em, 4,5 m. Con này phôi là phôi cạch bằng xoắn hai da này. Thì ngọn con này thì ngọn nhỏ thôi, ngọn của nó rất là nhỏ, ngọn của nó là 0.6 ly, ngọn zin theo cần. Thì con này độ cứng của nó rơi cho mình tầm khoảng từ 2 nha em, 2 đến 2.5 h. Đây phôi của nó là phôi carbon này, phôi carbon xoắn vân nha, các lóng ở trên là phôi carbon xoắn vân, còn trừ cái lóng 3 xuống là phôi carbon xoắn hai da cho mình hết này, phôi carbon xoắn hai da nha. Đây cần có rất là mới luôn, đẹp cho em. Con này 4,5 m thì chuyên dụng cho em câu suối này, siêu nhẹ nha em. Con này trọng lượng của nó chỉ rơi cho mình tầm khoảng 68 g thôi, 4,5 m, 68 g, độ cứng tầm khoảng từ 2 đến 2.5 h. Phôi là phôi carbon nha em, carbon xoắn hai da của hãng Olympic, hàng của mình là hàng nội địa Nhật nha, nội địa Nhật cho mình. Thì những con này nó về nó không có cái nắp đít nha, không có nắp chụp như này em nhầm, thì nó có cái nắp đít cho mình này, xoáy vặn đầy đủ này. Đây phôi carbon xoắn hai da nha, tình trạng của nó còn mới tầm khoảng 99%, chuyên dụng cho anh em mình là Coro Cojit nha này, cầu suối siêu nhẹ nha, 4,5 m, trọng lượng của nó chỉ có cho mình là 68 g thôi, ngọn 0.6 ly carbon. Mã số 1, giá con này là 750 nha này, 750.000 ạ. Olympic 4,5 m siêu nhẹ nha. Rồi mã số 2, ở đây có cho mình một con cần tay lóng ngắn, con này thuộc của Hàn Quốc xuất thị trường Nhật nha, có tem vàng đầy đủ này. Cần này có độ dài cần là 4,5 m, con này thì phôi dày, cũng chuyên dụng cho này mình rozit, có thể là dính cá lớn và kéo được này. Thì con này ngọn cần ngọn nhỏ, ngọn của em đo cho mình là ngọn 0.7 ly. Đây, ngọn con này dạng ngọn đặc nha, con này phôi dày hơn, phôi cần là phôi carbon này, carbon xoắn vân, tình trạng rất đẹp nha, tình trạng rất đẹp cho mình rồi. Đây, có rất là mới luôn. Đây, cái lô hàng này hôm qua em lấy về thì bị dính trời mưa nha, còn mấy giọt nước á, thôi là không sao đâu, hàng em lâu chưa sạch cho lắm, tình trạng thì còn mới hết rồi. Con này 4,5 m nha em, con này thì cứng cũng tầm khoảng 3 đến 3.5 h, phôi con này thì tương đối dày, thì con này trọng lượng của nó là 140 g, 4,5 m, 140 g thì tương đối là phôi dày nha, phôi tương đối dày như này, lóng tiết thì còn rất là đẹp. Thì những con này anh em xài á, thì muốn câu cá rojit mà cá tầm khoảng 1-2 kg cũng được này, bó rất là tốt tại phôi rất dày. Còn cái con số 1 thì anh em câu cá suối thôi, trọng lượng 140 g, ngọn 0.7 ly, mã số 2, giá 550 như này, 550.000 ạ. Thì những dòng này thì vẫn gọn nhẹ thôi, sẽ đo thu gọn con số 2 là 55 cm như này, để mình đo con số 1 cho mình luôn. Rồi con số 1 ở đây thì cũng tầm khoảng 58 cm cho mình, 58 ly rưỡi á. Rồi mã số 3, ở đây có cho mình còn Tenkada như này, có nhà máy Ikeda như này, Ikeda Kobe. Đây con này phối rất đẹp nha, thông số cần như sau, con cần này cần Ikeda Kobe, có độ dài cần là 1m6 này, 1m6 như này, phôi là phôi carbon xoắn hai da, góc ngoài của nó đây, khoen của nó hai khoen đề ba, đây là khoen Fuji 68 hết. Pad con này là pad gập nha, gập Fuji F6. Tay cầm thì được quấn chỉ như này, quấn chỉ này có buộc dây bảo hiểm cho mình này. Thì con này cần của nó là cần cắm gốc nha, cần cắm gốc, ngọn thì được giấu trong thân cần này. Đây cắm gốc nha, ngọn cần này, thì ngọn cần còn đẹp nha, những ngọn thì rất là nhỏ thôi. Con này ngọn của nó đo cho mình là ngọn 0.5 ly, đây ngọn nhỏ xíu nha này, 0.5 ly. Thì con này cần là cần cắm gốc này, Ikeda thì siêu dẻo rồi, siêu mềm cho mình nha.
Thế là bạn này câu cá nâu, câu bè này, câu cá tráp, cá hành đều được hết, cá nhỏ xíu rồi mình thôi. Là vừa dạng cộng giác nha. Câu bè rất là thích hợp. Có đèn ngọn thì dấu trong thân cần ngọn 0.5 ly. Ikeda những dòng thì dòng Nhật bãi cho mình hết ạ. Thì cái tay cầm của nó thì lâu ngày nó hơi bị cũ cho mình một xíu thôi. Cái này dính đất nha. Mình đánh là nó sạch ạ. Có đây trọng lượng của nó là 90g, ngọn 0.5 ly, mã số 3, giá là 600 như này. 600.000 Ikeda. Không biết dạo này sao mà Ikeda rất ít như này. Không về tầm khoảng 1.000 cây thì nó ra trong tầm khoảng được 1 2 cây thôi. Cũng không có được cho 2 mình 2 cây nữa. Rồi tiếp theo mã số 4 đối với cần thì em sẽ đây cho mình cần tay như này. Cần tay carbon. Có là thông số của nó ghi cho mình là 6m3 như này. 6m3 cần này có dòng là Rosa Carbon, hàng nội địa nha. Đây, có tem vàng cho mình này. Thì con này em đo được cho mình là thông độ sai thực của nó là còn cho mình là 5m7 nha. À 5m6 á. 5m6 cần 5m7 cho mình. Tay cầm thì cuốn chỉ này. Đây, em sẽ kiểm tra nha. Có là thì ngọn đọt còn zin hết mà không biết sao nó còn có. Em đo kỹ cho mình á thì nó còn cho mình được 5m6 thôi. Cái con này ngọn của cần là ngọn 1.5 ly. Thì độ cứng con này ra cho tầm khoảng 4H như này. Ngọn lớn này. Ngọn 1.5 ly. Cần là phôi carbon hết nha. Đây, ngọn đọt xin cho mình hết này. Cái con này thích hợp cho anh em mình á, đánh chép nè. Chép đánh ngâm đến ngâm cũng được nha. Cái dòng này thì câu cá lớn độ cứng tầm khoảng 4H. Đây. Phôi rất đẹp nha. Phôi cần rất đẹp cho mình luôn. Tình trạng con này thì còn ok hết này. Độ dài con này thật của mình là 5m6 nha nè. Em sẽ báo rõ cho mình trước là 5m6, độ cứng 4H, ngọn 1.5 ly. Cần là cần carbon, những dòng thì nội địa cho mình hết ạ. Tay cầm thì được cuốn chỉ này. Phôi thì cũng dạng rất là phôi dày nha. Đây. Phôi dày cho mình này. Em xem kỹ nha. Những dòng thì chép chiếc rồi chơi ok hết rồi. Rồi con này thì trọng lượng của cần là 190g, ngọn 1.5 ly, mã số 4 nha nè, giá là 700. À 5m6 nha nè, 5m6, giá là 700.000, cứng 4H nha. Gốc ngoài thì có xây xước thôi, các lóng trong thì còn đẹp. Rồi tiếp theo, mã số 5 đối với cần thì em có cho mình cái cần tay trợ máy của dòng Daiwa. Đây rất đẹp nha. Cần này có độ dài cần là 3m9 nha anh em, độ cứng 1 của dòng là carbon wicker. Đây, hàng nội địa Nhật Bản tem vàng. Tổng trọng thể như thế này. Con này phôi cần là phôi carbon xoắn hai da, con này khoen đĩa ba cần là khoen full xích như này. Khoen full xích. Con này độ cứng cần mới nói cho được khoảng 3H đối với cần tay. Ngọn con này đó cho mình ngọn 1 ly. Thì những cái dòng tay trợ máy thì đa số là ngọn đặc ngọn tháp hết nè. Đây ngọn đặc ngọn tháp nha. Còn các lóng còn lại thì đẹp nè. Con này lóng 1 và lóng 2 là phôi carbon xoắn vân. Đây, xoắn vân như này. Còn lóng thứ 3 cho mình là carbon xoắn hai da này. Đây. Rất đẹp nha, những cái dòng nội địa Nhật thế này. Thì cái lô này hôm qua em lấy về thì trời mưa như này. Trời mưa thì em chạy nó bị ướt. Thì hôm nay em lên cho mình luôn. Cũng lâu chưa sạch lắm. Nói chung là nước thôi. Hôm qua hiện tại trời mưa rất là nhiều. Ở Sài Gòn mưa rất là nhiều như này. Đây cái lóng hai của nó thì là phôi carbon xoắn hai da, khoen xích như này. Khoen đề ba là khoen xích. Còn các lóng còn lại là phôi carbon xoắn vân và ngọn là ngọn đặt ngọn tháp cho mình, độ cứng tầm khoảng vào 3H. Của dòng đây qua 3m9 độ cứng 1 tầm khoảng 3H cho mình nha. Con này thì phôi phía cổ ok này. Từ những cái dòng tay và tay trợ máy thì em cho mình xem phôi nha, kỹ hơn. Đây. Rất đẹp nha. Con này mới tầm khoảng 99%, những dòng thì nội địa Nhật cho mình hết, tem vàng đầy đủ. Con này ngọn của cần là một ly, trọng lượng con này chỉ có 117g thôi, rất là nhẹ nha, mã số 5, giá là 700.000. Phôi carbon xoắn hay da. Rồi mã số 6, ở đây có cho mình cũng cần một bộ cần câu nha, con này chuyên cho anh em mình câu suối này, fly như này, fly fly này. Đây. Thì thông số cần như sau. Cần là cần carbon 2 khúc, độ dài của nó là 2m3 như này. Độ dài cần là 2m3. Độ cứng của cần rơi cho mình tầm khoảng vào thằng 4 thằng 5. Thì con này thì về cho mình kèm một cái máy luôn nha. Cái này thì là về nguyên bộ này. Cái máy của cần, cái máy con này là máy Suzumi. Máy này cũng rơi cho mình tầm khoảng vào thằng 4, thằng 5 á. Thì nó cũng vừa với bộ này. Đây, cho mình xem nha. Đây, máy thì có tiếng kêu này. Và có dây sẵn nha. Dây này là dây sẵn cho mình vô. Dây này mình có phơi á. Đây, cái máy của nó là máy Korea. Đây, con máy này là máy của Korea nha nè. Thì em bán này bán nguyên bộ nha. Anh em cái này anh em chỉ kiếm mồi thôi. Cái mồi và mình câu là được nha, không cần phải là có dây và có máy sẵn rồi, có cần có máy sẵn này. Này fly thế là bạn này mình câu suối, câu những con cá suối á, cá nhỏ cảm giác này. Thế con này khoen đề ba của nó là khoen Fuji, đây khoen Fuji. Còn fly thì anh em biết rồi, tất cả khoen của nó đều là khoen inox như này, này khoen inox. Cán là cán gỗ nha, cán gỗ là cán gỗ này, còn nguyên cái siêu chưa bóc luôn. Thế con này độ cứng thân 4 thân 5 thì cũng dạng cảm giác thôi. Ngọn con này em đo cho mình là ngọn 1.6 ly, nguyên bộ nha. Nguyên bộ, cái này thì anh em chỉ về kiếm mồi á.
chế 1-2-3 con mồi nó câu suối được rồi. Đây, cần thì còn đẹp nha, cần carbon, máy là máy Korea thì những dòng nhập Nhật bãi hết ạ. Thì nguyên bộ như này, con máy thì em không cần, con cần thì em cần được cho mình là 94g, ngọn 1.6 ly cả bộ nha, cả máy và cần, giá là 800.000, là số 6 Fly King cho anh em câu suối ạ. Rồi mã số 7 ở đây có cho mình con cần ISO của Nissin như này. Nissin nội địa Nhật này, những dòng tên em xài nhiều là biết nha, có tên Nissin đây. Cần này có độ dài cần là 4,5m như này, 4,5m đi kèm cho mình là 5 lóng của dòng Nissin nội địa Nhật này. Thì tay cầm con này thì bằng với quấn chỉ như này, và bên Nhật thì người ta quét keo rồi, quét keo nha, quét keo này. Pad con này là pad Fuji F6 dạng pad đồng á, dạng khoen của nó là dạng khoen Fuji. Đây con này có khoen lai như này, có khoen một lai, một số khoen xích này. Con này độ cứng của nó rơi cho mình tầm khoảng độ cứng 1 thôi, cực kỳ cảm giác luôn. Ngọn là ngọn 1 ly, ngọn cần đi kèm cho mình là có hai khuyên chạy này. Đây ngọn dạng ngọn đặc như này, ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn carbon, carbon sóng vân này. Đây, hai ngọn chơi của nó nước sơn màu đen, còn những lóng dưới của mình là carbon sóng vân, nước sơn dạng tím tím xíu nha này. Đây cần đi kèm cho mình là 5 lóng Nissin 4.5, độ cứng con này đây trong tầm khoảng độ cứng 1 thôi. Đây độ cứng 1 cho mình nha, 4.5, khoen pad Fuji, có khoen lai nha, có lai một số khoen xích cho mình ạ. Đây tình trạng của nó còn rất là mới, Nissin thích hợp anh em mình cầu cảm giác thôi, còn tình trạng rất là mới. Có này ngọn 1 ly, trọng lượng 140g, mã số 7, giá con này là 600 ạ, 600.000. Rồi mã số 8 như này, số 8 ở đây có cho mình con cần ISO khoen nhỏ. Cần này thì của hãng là NFT như này, đây, NFT 5m4 cứng DX. Con này độ cứng của nó tính theo cần ISO thì con này cứng tầm khoảng vào độ cứng 3. Cứng 3 như này, nó cứng tầm khoảng vào 4H hơn. Con này hạ tay cứng ngắt nha, thẳng tắp cho mình luôn. Em hỗ trợ hạ tay. Con này ngọn của nó đo cho mình là ngọn 1.6 ly, ngọn zin tao cần. Thì con này tất cả dàn khoen là khoen xích nha, thì có like cho mình hai cái khoen xứ xám này. Đây ngọn đi kèm ba khoen chạy nha. Chạy con này hạ tay thì trên 4H. Chung là hạ tay đến chép độ ok nè. Độ cứng con này thì rơi cho mình tầm khoảng độ cứng 3, đế thì tầm khoảng độ cứng 3 cho mình. Người FT, những dòng FT ta đã biết rồi, hàng nội địa Nhật hết. Thì em hỗ trợ nha, hỗ trợ cho mình là tháo khoen, cuốn chỉ lên keo hết này, hại cần tay cho mình. Thì hại cần tay thì anh em hại cần tay hại pad á, thì anh em vui lòng cọc trước nha, hoặc là thanh toán chuyển khoản trước, thì em sẽ hỗ trợ hại cho mình ạ. ISO khoen nhỏ của dòng này FT 5m4, độ cứng là DX, tình trạng của nó thì còn đẹp nha. Đây, những dòng mà thì hạ tay tầm khoảng 4H hơn. Pad Fuji F7, ngọn 1.6 ly, trọng lượng con này là 265g, mã số 8, giá cần là 700.000 nha em. Rồi mã số 9 ở đây có cho mình con cần nha, ISO khoen nhỏ luôn. Đây ISO khoen nhỏ, con này thì thông số nó hơi bị mờ một xíu, anh em nhìn kỹ nha. Cần ISO khoen nhỏ, cần này có độ dài là 5m4 này, độ cứng 2 của dòng carbon như này, độ cứng 2, hàng mình là hàng nội địa Nhật nha, tem vàng đầy đủ này và tem chống sét nha. Đây tổng thể như thế này, nắp chụp xoáy vặn bị inox, tay cầm thì được cuốn chỉ, pad là pad Fuji F7 nha. Con này thì pad là pad lớn này, F7 nha mình. Con này dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji, loại xin đá sáng. Ngọn con này em đo cho mình là ngọn 1.4 ly, thì con này hạ tay thì cũng ra cho từ tầm khoảng 3.5H. Đây, phôi là phôi carbon nha, carbon sóng vân này. Tình trạng của nó còn đẹp nha, tình trạng rất ok. Con này hầu như không có xây xước gì lắm, độ mới tầm khoảng 9%, thì vẫn thích hợp anh em mình câu đơn, câu đài cũng được nha. 5m4 độ cứng 2, con này trọng lượng của nó là 290g, ngọn 1.4 ly, mã số 9, giá con này là 600.000 như này. Tổng thể như thế này, có xây xước nha. Rồi mã số 10 ở đây có cho mình con cần súp như này, cần súp đánh lọc đầu cần, đánh ngâm, câu đơn cho mình cũng được này. Cần súp carbon, con này có độ dài cần là 3m6 nha, 3m6. Khoen bắt là khoen bắt Fuji hết, khoen là khoen gập, câu đơn câu ngâm đánh lọc đầu cần cho mình được này. Thì con này thông số của nó ghi cho mình là 305 303g, trọng lượng là 303g, đi kèm cho mình là 4 lóng này. Tổng trọng thể như thế này. Con này thì ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 2.6 ly. Đây, cho mình xem này. Ngọn 2.6 ly. Con này độ cứng của nó ra cho mình tầm khoảng vào độ cứng là 25 như này, 25. Tính theo cần lục á. Này, ngọn có cái hai khoen chạy này. Khoen carbon xoắn vân. 36 này, khoen gập này. Tình trạng của nó như thế này, còn đẹp nha.
hầu như không có đáng kể lắm. Khoen Fuji xứ xám 3m6, độ cứng tầm khoảng vào 25, hàng nội địa Nhật cho mình. Con này trọng lượng của nó là em cân được thực tế nha, là 330g, ngọn 2.6 ly, mã số 10, giá cần là 700 ngàn cho mình ạ. Rồi mã số 11, ở đây có cho mình cực cần lục như này, cần lục cần súp của dòng là Ryobi, dòng là Metasia, độ dài cần là 3m9, độ cứng 25. Con này hàng Korea xuất thị trường Nhật, nó sẽ có cái mã code và tem vàng để đổ cho mình này. Tay cầm bằng cán mút, bắt là bắt gập Fuji F7, dạng khoen của nó là dạng khoen Fuji như này, Fuji lọ xứ đá xám này, độ cứng 25 thì tầm khoảng vào EX, thế là mình cũng đánh lục độ cần thôi, đánh gần bờ. Ngọn 2.5 ly, khoen khí còn đẹp đấy nha, này ngọn đi kèm mình có hai khoen chạy này. Con này thì còn nguyên bản nguyên zin cho mình luôn, này, lóng gần đẹp nha, hầu như không có xây xước gì luôn, còn đẹp và mới nha. Khoen là khoen Park Fuji này, này khoen hầu như không có nứt chân. Con thì độ mới tầm khoảng trên 90%, 39 cứng 25 của dòng Ryobi nha, tổng thể như thế này còn rất là ok. Trọng lượng là 340g, mã số 11, giá là 850 như này, 850 ngàn ạ. Rồi mã số 12, ở đây có cho mình con cần lục như này, cần lục của dòng đây qua. Con này chất liệu của cần là graphite đỏ nha, còn tất cả những cần ở đây đều là carbon hết, cho riêng con này là graphite đỏ cho mình thôi. Cần lục đai qua, cần súp, dòng súp power, độ dài cần là 4m2, độ cứng 25, tầm khoảng vào DX như này, DX của dòng đai qua này. Cần fit hàng nội địa Nhật thì những dòng cần fit á, thì đa số hàng của nó là nó sẽ nặng hơn nha, nặng và sẽ mềm hơn cho mình, thì giá thành sẽ thấp hơn. Pad Fuji F7, dòng khoen Fuji, xứ xám hết này. Cần đi kèm cho mình là 2, 4, 5, 6 khoen nha, 6 khoen để 3. Có đây ngọn của nó là ngọn 2.7 ly, 4m2 ngọn 2.7 ly. Cái đầu bu của nó thì nó có rạng đây một xíu nha. Tình trạng của nó thì có ngọn này, ngọn có hai khoen chạy cho mình, ngọn đất sơn màu trắng, còn những dòng còn lại là rắp phíp này, dạng rắp phíp đỏ như này. Đây còn này còn mới, thế là mình đánh bạc bãi này, đánh ngâm. Cần phíp thì nó sẽ nặng hơn một xíu như này, nặng và sẽ mềm hơn là cần carbon, thì giá thành nó sẽ thấp hơn. Đây đầy qua khoen Park Fuji hết, tình trạng còn mới và đẹp nha. Chất liệu cần là graphite đỏ, thì con này tương đối là phôi dày nha, phôi con này thì tương đối dày, cho mình xem những cái dòng này thì khoen nó không tụt xuống được. Đây phôi rất là dày nha, ngọn của nó là ngọn 2.7 ly, trọng lượng con này là 640g ạ. Mã số 12, giá con này là 550 như này, 550 ngàn. Chất liệu graphite đỏ nha, 4m2 cứng 25 của đây qua nội địa Nhật ạ. Rồi mã số 13, anh em có cho mình con cần dây trong 2 khúc. Đây cần dây trong 2 khúc, cái này của hãng là Alpha Techco như này, Alpha Techco. Thông số như sau, độ dài của nó là 2m7, độ cứng 30, hàng Korea xuất thị trường Nhật của dòng là Seafighter, Korea xuất Nhật nha. Con này khoen đề bao cái là khoen full size như này, độ cứng 30 thì cũng dạng là cảm giác thôi. Ngọn của nó đo cho mình là ngọn 2.5 ly, đây ngọn 2.5 ly. Đầu bu có cần là đầu bu full size nha, đầu bu full size này có đóng semi chống nổ luôn. Tình trạng con này thì còn mới, thì những dòng này thích hợp anh em về lên khoen á, thì mình đánh cô lưu hay cô ngâm cũng được. Tình trạng còn mới này, tay cầm cán mút bát vạn Fuji này, tổng thể như thế này, Alpha Techco, hàng nội địa Nhật, gốc là phôi carbon xoắn hai da, cứng 30 thì dạng cảm giác, ngọn 2.5 ly, trọng lượng 300g, mã số 13, giá còn là 600 nha nè. Rồi mã số 14, anh em có cho công cần 3 khúc chuyên dụng anh em mình câu bè câu ngâm nha, dạng đến cảm giác cho mình. Cái này có dòng là Mastart như này, đây Mastart. Độ dài con này là 2m7, những dòng thì đa số là hàng Korea xuất thị trường Nhật khách cho mình. Con này rất là mềm nha này, em sẽ báo tình trạng của nó rất là mềm nha. Có đây ngọn của nó là ngọn 2 ly, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 30 thôi. Hỗ trợ đồ bu full size này. Còn tất cả dàn khoen là dàn khoen Fuji, xứ xám hết. Đây con này thích là mình đang cảm giác 2m7. 2m7 3 khúc như này. Thì tay cầm con này sẽ bằng cán mút nè, bắt là bắt vạn Fuji DPS. Đây tổng thể cần như thế này. Tình trạng này còn nguyên bản nguyên zin, tầm mới tầm khoảng 90% ạ. Đây. Thế này nha anh em, ngọn 2 ly con này phôi nhẹ thôi, trọng lượng của nó chỉ có 190g, mã số 14, giá là 650 như này. 650.000 ạ. Rồi mã số 15, ở đây có cho mình con cần thích hợp anh em câu xích câu biển nha. Câu lưu cũng được nha. Con thì dạng là cần cắm gốc máy ngang. Đây, cắm gốc máy ngang. Thì những cái dòng là nội địa Nhật cho mình hết nha. Đây dòng Cosin này, Cosin nội địa Nhật tem vàng. Cần này có độ dài cần là 2m1, máy ngang, dạng cắm gốc lỡ, độ cứng M.
con này M thực tế của nó em thấy mà rơi tầm khoảng MH cho đến H luôn cho mình á, cực kỳ cứng nha. Đây sẽ cho mình kim cán của nó trước. Con này sẽ là mình câu biển này, câu biển câu mực như này, câu mực hàng Japan này, đây Japan Fuji nội địa hết đây, mình kỹ nha. Tay cầm thì nó được bọc một cái màng cho mình, dạng là màng co nhiệt á, bát là bát Fuji Gold máy ngang, còn rất là ok luôn. Con này tất cả dàn khoen của cần đều là dàn khoen full set 3 chân như em. Đây khoen full set 3 chân. Thì những cái dòng này thì chuyên dụng là đánh bạo lực này, câu rít, câu biển, đánh xa cũng được nha. Câu rít thì nó ra cho mình tầm khoảng vào 100-150 mét cũng được này. Đầu bu full set chống xoắn. Đây, các ngọn và lóng và đẹp thế này. Con này rất là cứng như này. Con này thì cứng. Con này tính độ cứng của nó thì nó rất thính mà rất là còn lưu á. Câu rít thì nó ra tầm khoảng vào MH nha. MH cho mình á. Chứ không phải M đâu. Rồi con này phơi của nó tương đối dày, trọng lượng 310g, mã số 15, ngọn 2.5 ly, giá là 1.100.000 nha này, 1.100.000. Rồi mã số 16, lên thì mới có một số cần 2 khúc 3 khúc đánh ngầm làng C. 16 ở đây em có cho mình con cần 2 khúc. Cần này của hãng là Sunfit nha này. Sunfit độ dài là 2.7, độ cứng 30. Double carbon, phơi carbon xoắn hai da này. Đây Sunfit, hàng Korea xuất Nhật có tem lửa này. Con này còn rất là mới nha. Này, tổng thể như thế này. Cán của nó thì được làm bằng cán carbon này, bát phẳng Fuji, chân thì bằng cán mút. Dàn khoen này là cần khoen Fuji 3 chân xứ xám hết. Tình trạng con này thì còn mới cho mình trên 95%. Đây. Những cái dòng này rất là đẹp nha, cứng 30 dạng cầu cảm giác thôi. Thì ngọn con này ngọn lớn, ngọn em đo cho mình là ngọn 2.8 ly. Thế là mình đang cảm giác đóng semi chống nổ, khoen Fuji hết. Tình trạng mới nha. Mua sưu tầm hoặc câu đánh chép, đánh ngầm của mình cũng được nè. Những dòng thì đánh rất kiểu cảm giác rất là ok. Con này phôi cũng tương đối dày cho mình, trọng lượng của cần là 270g, ngọn 2.8 ly, mã số 16, giá là 850 như này, 850.000. Tổng thể thì còn rất là đẹp nha. Rồi mã số 17, ở đây có cho mình con cần 2 khúc của dòng C như này, Shimano. Thì con này độ dài của nó là 2.7, độ cứng 30. Con này hàng Korea xuất Nhật, mã code này và tem vàng đầy đủ nha. Thì tình trạng con này sẽ báo rõ cho mình để cho mình giá rẻ hơn. Đây, cúp của nó thì có xe xước nha, bắt là bắt vặn của dòng C và Fuji chính hãng luôn. Thì dạng khoen là khoen Fuji hết này. Đây, khoen Fuji nha. Thì con này nó bị hụt cho mình tầm khoảng vào 6cm như này. Tầm khoảng 6cm cho mình. Thì hiện tại của nó là còn cho mình là 2m64 nha. 2m64. Tình trạng của nó thế này. Hơi cũ cho mình nha. Thì em sẽ để cho mình giá rẻ thôi. 2m7 cứng 30 tầm khoảng. Giờ còn tầm khoảng 2m64. Tổng thể cần có xây xước. Ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 2.4 ly, trọng lượng 270g, mã số 17, giá con này là 600k, hàng Korea của dòng C ạ. Rồi tiếp theo có cho mình con cần 3 khúc chuyên dụng ngâm lan xe đánh chép, cái này của hãng là Ryobi, 3 khúc. Còn rất đẹp như này, phôi cần là phôi cặp ba xoắn hai da thế này. Cần đi kèm cho mình là 3 khúc cần của hãng Ryobi, độ dài là 3m3, độ cứng 50, con này còn rất là mới. Đây, tình trạng cần như thế này. Khoen Fuji xứ xám hết, cần này thì hỗ trợ cho mình đầu bu full set chống xoắn nha. Đây đầu bu rất là lớn. Ngọn của nó đo cho mình là ngọn 2.7 ly, có đóng semi chống nổi này. Đây, ngọn 2.7 ly nha. Tình trạng cần còn mới này. Tay cầm thì bằng cán mút nha. Bắt là bắt vạn Fuji. Ryobi chính hãng cần luôn. Thì những cái dòng này á thì hàng của mình là hàng nội địa Nhật nha. Ryobi nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ và có buộc chưa bảo hiểm này. Đây phôi carbon xoắn hai da như này. Những cái dòng này thì rất là đẹp rồi, chuyên dụng chép ngâm lăn xe hết. Đây những cái dòng này thì năm trước thì giá của nó được tầm khoảng 1.200.000-2.300.000. Thì con này em để cho mình giá rẻ thôi nha. Giá ok này. Còn rất là mới, trọng lượng của nó là 350g, ngọn 2.7 ly. Và mã 18 như này, giá là 900.000 ạ. Rồi tiếp theo em có cho mình con cần 2 khúc thì ngâm lăn xe cho mình luôn. Cần này của hãng là Alpha Techco nha. Đây Alpha Techco 2 khúc. Thì độ dài của con này là 2m4 của dòng Supercom, hàng của mình là hàng Korea nha. Đây made in Korea. Alpha Techco. Đây con này ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 2 ly. Đây ngọn con này thì ngọn nhỏ thôi, ngọn 2 ly. Khoen Fuji xứ xám hết, đóng semi chống nổ này. Tình trạng cần như thế này. Còn đẹp nha, hầu như không có xây xước gì lắm. Có tem chống sóng sét này. Dạng anh em mình né điện và sét lại cho mình á. Thì pad là pad Fuji DPS. Đây tổng thể cần như thế này nha. Đây, cần có rất là ok. Còn mới 2m4 cứng 30, chuyên dụng đánh cảm giác thôi. Những dòng 2 khúc. Ngọn em đo cho mình là ngọn 2 ly, trọng lượng 240g, mã số 19, giá là 800.000 nha.
Rồi mã số 20 em có trong cộng từ hai khúc nha. Hai khúc hai ngọn, những dòng chuyên dụng cho nên mình câu bè, câu bổ lực á, câu nước sâu tầm khoảng 15 2 m cũng được nè. Dạng câu sông như nè. Câu sông câu bè mà dạng mình cá lớn á. Đây, câu sông câu bè mà dạng câu nước sâu như nè. Câu ngâm á, dạng như câu cá lớn cũng được nè. Những dòng tải cá rất là tốt. Con này của hãng Alpha Tackle, đi kèm cho mình là hai khúc hai ngọn, độ dài 1.8, độ cứng của nó là một ngọn 100 và một ngọn là cỡ 150. Đây rất là ok nha. Thì những cái đầu bu của nó là dạng đầu bu biển này, bu này cực kỳ chắc chắn như này. Đây, em có so sánh những đầu bu thường á, những cái dòng 12 khúc 3 khúc mà mình đánh gom lăn xe đây, đánh gom lăn xe, nó sẽ kiểu nó sẽ không bằng những cái dòng này. Đầu bu rất là mắc như này, mua lẻ ngoài chắc cũng tầm khoảng 200-300 ngàn một cái rồi. Đây, cực kỳ chắc chắn nha. Đây, khoen là dạng khoen bu biển cho mình nè. Thì tất cả dạng khoen cần là dạng khoen Fuji xứ xám hết này. Thì những dòng này hàng của mình là hàng nội địa nha, có tem vàng hết này. Tem vàng cho mình hết, 1.8 một ngọn cỡ 100, ngọn cỡ 150. Thì tay công có thể sẽ bằng cán mút nha, bắt là bắt vạn Fuji F20 dạng Hechi. Những dòng thế này mình kỳ tay này cực kỳ chắc chắn nha. Đây hai ngọn không khác gì hai cần cho mình rồi, một ngọn là bạo lực và một ngọn là cực kỳ bạo lực cho mình luôn, dạng vậy nha này. Rồi con này thì em cân trọng tổng lượng của nó là 340 gram, một ngọn 2.5 ly, một ngọn 2.9 ly, mã số 20, giá là 900 nha này, Alpha Tackle nha. Rồi tiếp theo mã số 21 thì em có cho mình một con cần hai khúc, con này cũng là dạng Hechi cô bè luôn. Cần này có hãng Daiwa nha này, Daiwa. Thông số là độ dài của nó là 2m4, độ cứng 25. Đây, những cái dòng đời hàng Taiwan xuất thị trường Nhật, có mã code tem vàng đầy đủ nè. Những dòng tem mà tem nội địa Nhật hết á. Rồi con này thì ngọn của nó là ngọn tháp, ngọn đặc, độ cứng 25 thì cũng dạng vừa thôi. Hechi cô bè, ngọn 1.4 ly, 1.4 ly như này. Tất cả khoen của nó là khoen Fuji xứ xám hết này. Đây, khoen Fuji xứ xám hết nha. Tình trạng con này thì vẫn còn mới. 2m4 thế này mà Hechi 2m4 rất là chuộng nha. Cầu ngâm cũng được nè. Đây cứng 25. Hechi cô bè sau này cán gỗ nha này. Cán gỗ dạng kỳ tay. Thì những chỗ này dính keo nha, keo bên Nhật về thì em lột ra em chưa có lau. Đây, keo thôi. Keo màu trắng như này, không ảnh hưởng gì. Bắt vặn đây qua. 2m4 cứng 25, ngọn 1.4 ly, trọng lượng 190 g, mã số 21. Giá là 700 ạ. 700 ngàn nha. Tổng thể như thế này. Rồi tiếp theo mã số 22. Có cho mình con cần hai khúc của dòng đây qua. Dòng đây qua Horolock nha anh em. Phôi cả bên xoắn hai giá này. Thì con này chuyên dụng cho anh em đánh tra, đánh chim nha, đánh bạo lực. Độ dài của con này là 2m4, độ cứng là độ cứng 80 nha anh em. Độ cứng 80. 80 thì dạng cứng cho mình rồi, bạo lực á. Con này hàng của mình là hàng Taiwan nha anh em. Taiwan xuất Nhật. Có tem vàng đầy đủ nha. Có buộc dây bảo hiểm này. Đây, tổng thể như thế này. Khoen của nó là khoen Fuji 3 chân xứ 6 mét, đó là bắt vạn Fuji F22. Đây. Khoen Fuji như này. Phôi cả bằng xoắn hai dao hết. Con này ngọn của nó em đo cho mình là ngọn 3.3 ly, cứng 80 thì dạng bạo lực, ngọn 3.3 ly, đánh trà, đánh chim, đánh ngâm nước sâu, tình trạng gõ kế nha. Đây, tổng thể coi như thế này. Ngọn 3.3 ly, trọng lượng 370 g, mã số 22, giá là 1.200.000, 1.200.000 như này. Rồi mã số 23, anh em có cho mình con cần 3 khúc, còn rất đẹp nha. Cần 3 khúc, báo rõ tình trạng của nó này. Cần 3 khúc, con này thì thông số nó ghi cho nên tiếng Nhật thì không có hiểu nha. Thì em sẽ đọc cho mình này. Độ dài cần là 3m6 như này. Đây, cần này kia 3 khúc, độ dài con này là 3m6. Tất cả dàn khoen là khoen Fuji xứ xám hết. Đây, khoen Fuji xứ xám. Con này ngọn của nó là ngọn 2.4 ly. Đây, ngọn em đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Hỗ trợ đầu bu phu xích chống xoắn này. Thì con này độ cứng của cần rơi cho mình tầm khoảng vào 50. Phôi rất đẹp nha, nước sơn màu trắng hết luôn. Hàng nội địa Nhật. Cái tay cầm trên này thì đã được uống chỉ nha, những dòng thì đa số của hàng Sakura nội địa Nhật này, bắt vạn Fuji F22. Cán con này là cán gỗ như này, cán gỗ thì ở đây nó quấn, nó bọc cho mình một cái màng co nhiệt á, để mình cầm chắc tay. Cái này anh em thích về mà làm, thích làm cán gỗ xuyên luôn, đẹp quá thì mình cắt cái này ra, nên dạng này cầm chắc tay thôi. Đây, cán gỗ rất đẹp nha. Cái này thì có quấn chống nổ cho mình thế này, đây quấn chống nổ nha, từ bên Nhật về. Hàng khoen là khoen Fuji xứ xám hết, 36 cứng tầm khoảng vào 50 nha. Cứ tầm khoảng 50. Đánh ngầm lăn xe đánh chép được hết này. Tình trạng còn mới. Trọng lượng con này cho mình là 430 g, mã số 23, giá là 900 như này. 900k. Rồi cuối cùng mã số 24, em có cho mình cần 3 khúc của dòng Alpha Tackle. Đây, 3 khúc Alpha Tackle nha. Tình trạng còn rất là mới và đẹp. Cần này có độ dài của nó là 3m3, độ cứng 50 của dòng Power Fighter. Đây hàng Korea. Alpha Tackle như này. Cứng 50 thì cũng dạng vừa, cùng ngầm lăn xe. Đồ bu rất là lớn như này. Có này ngọn của đáp đôi cho mình là ngọn 3 ly. Ngọn 3 ly nha. Tình trạng con này thì có hơi cũ này, có xây xước.
hàng kho ra xuất Nhật có tem lửa cho mình này. Thì tay cầm có thể bằng cán bút nha, bát vạn Fuji F22, có bục cho bảo hiểm đầy đủ luôn. Đây hàng Korea, tổng thể như thế này, chuyên dụng gom lăn xe đánh chép như này, chép đánh gom được hết này. 3m3 cứng 50 hàng Korea, ngọn của đáp đo cho mình là ngọn 3 ly, trọng lượng con này là 390g, mã số 24, giá con này là 800.000 nha. Thì tất cả mặt hàng bên em thì anh em nhận hàng được đồng kiểm nha, hàng thì báo rõ cho mình trên video rồi. Rồi mã số 24 nha anh em. Rồi tổng cộng cho mình là 24 mẫu cần và 3 con máy. Anh em ưng mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và Zalo, em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Thì anh em chốt đơn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và Zalo nha, 0923 534 779, em kêu trên phần màn hình cho mình nha. Rồi chúc anh em có một ngày tốt lành nha, đi cầu thật nhiều cá này, có nhiều sức khỏe nha. Cho em được đăng ký bật thông báo nha, để không bỏ lỡ những video tiếp theo bên em ạ. Rồi tạm biệt tất cả anh em nha, hẹn gặp anh em với video sau ạ.